Chiều 14 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ xe đầu kéo va chạm xe máy làm một người tử vong. Khoảng 15 giờ 30 phút, xe đầu kéo biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái. Khi đến đường A phường Thạng Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, tài xế cho xe rẽ phải. Khi đang ôm cua thì xảy ra va chạm với xe máy do một nam thanh niên cầm lái chở cha ruột là ông N.B. B 48 tuổi, quê Kiên Giang đang chạy cùng chiều bên phải. Va chạm làm cho hai người ngã xuống đường, trong đó người con bị trầy xước, còn người cha bị xe đầu kéo kéo lê đi khoảng 15 mét làm nạn nhân chết tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm trước đầu xe đầu kéo, chiếc xe máy nằm ở sau đuôi. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức và đội cảnh sát giao thông Cát Lái có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ảnh hưởng vụ việc làm giao thông quanh khu vực ùn tắc kéo dài. Được biết nạn nhân đang trên đường đi Bà Rịa Vũng Tàu để phụ hồ cho công trình thì gặp nạn.